Sống lời Chúa. Thứ ba tuần 32 thường niên. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 17, câu 7 đến câu 10. Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng dụ ngôn về tương quan của người chủ và đầy tớ để nói đến trách nhiệm của người môn đệ trong tương quan với Thiên Chúa. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó, mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo, hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau. Chúa Giêsu dạy các tông đồ về cách sống trong bất kỳ tương quan nào. Mỗi người phải sống đúng với vị trí của mình. Hãy tôn trọng vị trí của nhau. Trong tương quan với Thiên Chúa, chúng ta đặt Chúa làm trung tâm, thì chúng ta sẽ quy hướng về Chúa. Còn khi chúng ta đặt bản thân mình làm trung tâm, thì chúng ta sẽ quy về mình. Khi chúng ta làm đúng và sống đúng với vị trí của mình, chúng ta sẽ sống trong tâm tình tạ ơn. Vì chỉ có những người sống đúng với ơn gọi của mình mới hiểu được rằng mọi sự là ân sủng, mọi sự đến từ Thiên Chúa. Chúng ta sẽ không làm được điều gì với sức của mình. Lòng biết ơn là tâm tình của các tạo vật trước tình yêu vô điều kiện của Đấng Tạo Hóa. Chúa Giêsu nhắc chúng ta, chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Và Ngài mời gọi chúng ta sống đúng với con người của mình, là những đầy tớ vô dụng, đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi. Chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta ý thức thân phận của mình, để luôn biết khiêm nhường trong thái độ sống, và biết biểu lộ lòng biết ơn trước những ân huệ Thiên Chúa ban cho. Amen.